Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình tại Thẩm mỹ viện Calisa. Các bạn thân mến, thì ngay giờ đây chúng tôi đang có mặt tại phòng tiểu phẫu của Thẩm mỹ viện Calisa. Vâng ạ, các bạn thân mến, thì ngay giờ đây chúng tôi đang có mặt tại phòng tiểu phẫu của Thẩm mỹ viện Calisa này. Và ngày hôm nay thì đăng ký khách hàng đang sử dụng cái dịch vụ đó là tân trang hồi kín, bao gồm đó là cắt môi cô bé và cô nhỏ từng sinh môn. Và như các bạn đang theo dõi đây thì bác sĩ đang tiến hành thực hiện làm cho vị khách hàng bên mình đấy, và khách hàng cũng vô cùng thoải mái, không cảm thấy đau đớn gì nhá. Đấy, ngoài ra như các bạn mà đang có nhu cầu tìm hiểu về các dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Calisa thì hiện tại nhân kỳ hiện tại thì Thẩm mỹ viện Calisa đang có cái chương trình khuyến mãi 50% về tất cả các dịch vụ như là tiểu phẫu, mi nâng mũi độ cằm, cắt mí, gieo da trễ, thu nhỏ cuồng ti hay là tân trang vùng kín, các dịch vụ về làm đẹp như về da, như là điều trị nám, để giảm béo hay là trẻ hóa da thì Thẩm mỹ viện Calisa vẫn luôn luôn song hành và cũng giảm đồng thời là giảm 50% các bạn ạ. Và chúng ta cùng theo dõi cái kết quả bác sĩ đang tiến hành tân trang vùng kín cho chị hàng này, thì chúng ta cùng xem.